Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyên mục tự thiết kế studio dưới dạng 3D thô bằng phần mềm SketchUp. Và hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái nhóm công cụ tiếp theo, bao gồm công cụ di chuyển, xoay hình, scale tỷ lệ, đẩy kéo hình ha, giật hình, công cụ follow me và offset. Rồi, thì trong bài tập trước chúng ta đã biết những hình cơ bản, ví dụ như là hình vuông, hình tròn. Rồi. Thì hôm nay với công cụ đầu tiên là công cụ di chuyển và phím tắt là M. Chúng ta để vào cái hình chữ nhật này thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái mảng màu xanh ha. Có nghĩa là chúng ta đang chọn mặt của nó. Nếu như các bạn để ngay cạnh mà cạnh xuất hiện màu xanh, có nghĩa là chúng ta đang chọn cạnh của nó và điểm cũng vậy. Bây giờ mình lít vào mặt của hình. Rồi, bây giờ mình di chuyển. Đó. Di chuyển bao nhiêu thì các bạn lít vào, buông ra và gõ. Ví dụ mình muốn di chuyển là 500 mm, mình gõ 500, Enter. Thì tính từ điểm ban đầu cho đến điểm kết thúc là khoảng cách là 500 mm. Đó. Đó. Rồi, bây giờ mình không di chuyển mặt nữa mà mình di chuyển cạnh. Thì bây giờ một là mình dùng công cụ Move và chọn cạnh ha, hay là mình chọn cạnh trước xong rồi dùng công cụ move cũng được. Rồi bây giờ mình chọn cạnh, mình di chuyển ha. Đó. Rồi, điểm cũng vậy ha. Đó. Rồi. Thì đồng thời công cụ move này cũng là công cụ copy. Giờ chúng ta có một hình vuông với kích thước là 1000 nhân 1000. Bây giờ mình sẽ copy cái hình vuông này ra thành nhiều hình vuông. Thì bây giờ mình chọn mặt, chọn công cụ Move và nó sẽ trở thành công cụ copy khi mà các bạn gán cho nó một cái nút Control. Đó, nó sẽ xuất hiện một cái dấu cộng nhỏ ở dưới con chuột của mình. Rồi bạn chọn mặt. Rồi, kéo ra ha. Đó. Rồi, bạn muốn copy bao nhiêu lần thì bạn bấm nút X. Rồi, góc phải sẽ xuất hiện chữ X. Rồi, mình bấm số 5 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ nhân thêm cho mình 4 hình và cộng thêm cái hình mình đã copy rồi là 5 hình. Rồi. Mình làm lại nha. Bây giờ mình muốn copy cái hình vuông này với hình vuông tiếp theo có khoảng cách là 1000. Bây giờ mình chọn cụ Move Control để ngay giữa hình ha. Mình kéo ra. Rồi, buông ra. Và mình bấm khoảng cách là 1000, 2000 chứ. Rồi, thì hình mình copy và hình ban đầu sẽ khoảng cách là 2000. Vậy mình muốn nhân bao nhiêu hình thì mình bấm tiếp, phím X. Rồi, nhân 5. Rồi, thì chúng ta sẽ có hàng loạt hình vuông với khoảng cách bằng nhau là 1000 ha. Và tương tự, cạnh cũng vậy. M. Phím tắt Move, Control, chọn cạnh, khoảng cách là 1000, 100, rồi mình nhân cho 5, đó, thì nó sẽ copy các cạnh cho bạn. Tiếp theo là công cụ xoay, xoay thì tương tự như công cụ di chuyển ha, bạn chọn mặt, rồi chọn một điểm bất kỳ để làm móc, rồi các bạn xoay hình, cạnh. Phím tắt của công cụ xoay này là phím nút quy ha. Rồi, bạn chọn cạnh này. Rồi, chọn điểm làm móc. Rồi, chúng ta có thể xoay nữa ha. Đó. Rồi. Một điều lưu ý là khi chúng ta xoay hình mà cái thước xoay của mình nó màu xanh dương, có nghĩa là trục xoay của chúng ta sẽ là trục X. Khi chúng ta đè con chuột vào cái cạnh vào cái mặt của nó hình rồi chúng ta di chuyển rồi đó thì nó xuất hiện những cái thước màu đỏ này nè, thì có nghĩa là chúng ta sẽ xoay theo trục X. Còn nếu mà cái thước của chúng ta xuất hiện màu xanh, có nghĩa là sẽ xoay theo cái trục màu xanh là trục Y ha. Rồi bây giờ mình muốn nó xoay theo trục X để cái thước hình màu đỏ di chuyển sao cho nó thành thước màu đỏ. Rồi
chọn điểm bất kỳ làm sóng. Rồi, thì nó sẽ xoay cho bạn chụp x ha. Xoay quanh chụp x nè. Rồi, chụp y. Rồi, chọn điểm bất kỳ. Đó, xoay quanh chụp y. Rồi, thì nó cũng là một công cụ copy, nhưng mà copy theo tâm. Bây giờ mình chọn hình cái mặt hình này. Công cụ xoay. Bấm nút Ctrl sẽ là công cụ copy ha. Rồi, click vào tâm. Chọn cạnh là móc. Rồi các bạn xoay ra. Các bạn muốn xoay bao nhiêu? Buông chuột và gõ, ví dụ mình muốn nó xoay là 30 độ. Rồi. Rồi, số lần nhân xoay ra là mình muốn nhân 5. Rồi, thì nó sẽ copy cho bạn ra. Rồi, bây giờ ví dụ mình giả sử mình chọn mặt này và mình copy theo chuột x. Đó. Thì các bạn đè chuột thì nó xuất hiện cái thước màu đỏ ha. Đó. Rồi. Bạn buông ra, nhấn nút Ctrl. Chọn điểm là móc. Rồi các bạn xoay ra. Đó, góc bao nhiêu? Ví dụ như mình chọn là góc 30. Rồi, nhân 5. Đó. Rồi các bạn hiểu chứ? Tiếp theo là công cụ scale tỷ lệ ha. Thì công cụ này rất đơn giản, cho phép chúng ta có thể scale một cái hình. Đó. Bao nhiêu lần? Ví dụ như là cái hình ban đầu là tỷ lệ 1:1 đúng không? Bây giờ mình muốn nó nhỏ là một nửa thì mình gõ là buông ra, gõ 0.5. Đó, chúng ta sẽ được một hình tròn nhỏ hơn hình ban đầu nửa lần. Rồi. Thì tùy việc các bạn chia ha. Rồi. Công cụ scale rất là đơn giản. Đó. Thì công cụ scale này ngoài việc scale một cái bề mặt 2D thì nó còn scale bề mặt 3D ha. Thông qua cái công cụ tiếp theo đó là đẩy kéo hình, giật hình lên thành một khối. Đây. Và phím tắt của nó là PFR. Khi chúng ta đặt cái công cụ này vào mặt của hình vuông này thì các bạn đè chuột, các bạn giật lên, nó sẽ trở thành một cái hình khối, hình chữ nhật hoặc là hình lập phương tùy theo cái chiều cao của mình. Ví dụ mình gõ là 1000 thì chúng ta sẽ được một hình lập phương, khối lập phương cao hơn thì được một hình khối chữ nhật. Thì hình tròn công cụ giật lên thì nó sẽ trở thành hình trụ. Rồi. Thì khi mà công cụ này gán thêm cái nút Ctrl, các bạn đè nút Ctrl. Đó, nó xuất hiện cái dấu cộng. Rồi, các bạn giật lên thì nó sẽ giữ cái ranh giới ban đầu của cái khối ban đầu. Nó sẽ cộng dồn thêm một cái khối khác đó. Còn nếu không có nút Ctrl thì nó kéo lên luôn. Thì mục đích của cái nút Ctrl này chi? Để các bạn có thể thêm khối ha. Vô mình giật lên đây nè. Cao 1000. Rồi. Mình được thêm một khối để mình giật ra ha. Rồi. Rồi các bạn còn nhớ cái công cụ xóa chứ? Phím tắt là E ha. Rồi. Các bạn có thể xóa đường này đi. Đó. Rồi. Các bạn có thể tạo những cái khối bằng cái công cụ này rất là nhiều. Đó. Rồi, đè nút Ctrl. Ha. Rồi. Thì tương tự hình tròn cũng vậy. Đó. Tiếp theo là một công cụ mà Bảo nghĩ là rất là khó với các bạn vì có sự nhiều sự nhầm lẫn, đó là công cụ Follow Me. Công cụ Follow Me là công cụ sẽ giúp cho cái hình của chúng ta chạy theo một cái đường mặc định. Nó giống như là cái gờ chỉ trong nhà vậy đó. Bây giờ chúng ta ví dụ như là có một đường thẳng ha. Rồi. Bây giờ Bảo sẽ cho một cái hình bất kỳ chạy theo cái đường này. Rồi giờ mình cho một cái hình, ví dụ như là hình tròn đi. À, hình tròn. Rồi. Vẽ một hình tròn. Rồi.
và nhúng công cụ xoay. Xoay nó lại 90 độ. Rồi. Bây giờ mình di chuyển cái hình này vào điểm, vào đường ha. Rồi. Bây giờ mình chọn cái đường thẳng này, chọn của Follow Me. Click vào cái hình này. Đó. Thì cái hình tròn đó nó sẽ kéo theo cái đường mặc định. Bây giờ giả sử mình không có đường thẳng nữa mà mình sẽ cho nó là một hình tròn. Rồi. Dùng công cụ Move di chuyển nó vô ha. Rồi, mình delete cái xóa cái mặt của cái hình tròn đi. Rồi chúng ta sẽ có một cái vòng tròn. Rồi, click vào, chọn công cụ Follow Me. Đó. Các bạn hiểu cái công dụng của Follow Me chưa? Tiếp theo là công cụ Offset. Offset để tạo ra một cái mặt khác nhỏ hơn hoặc lớn hơn cái hình ban đầu. Ví dụ chúng ta có một cái hình khói chữ nhật như thế này ha. Rồi. Chúng ta click vào công cụ Offset. Click vào mặt. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật nhỏ hơn. Rồi. Để chúng ta có thể dựng lên dễ dàng. Thay vì chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật có cái đường biên khoảng cách bằng nhau thì chúng ta dùng công cụ Offset lẹ hơn ha. Đó. Bự ra hoặc là nhỏ vào ha. Rồi. Chúng ta có thể đẩy vào. Chọn mặt này. Công cụ nhấn nút phím B đẩy vào. Đẩy xuyên qua luôn. Đó. Rồi. Bài tập hôm nay chúng ta đã hết. Xin chào các bạn.